Hello, Rồi. Ơi, bây giờ mới yên nắng này để quay tiếp một cái video nữa. Vừa nãy định quay video dài dài một tí xong rồi. Nhưng mà nhà khách sạn đang sửa họ khoan hù hù ấy, chả nói được gì. Sơ. Ok, tiếp tục nào. Tiếp tục vào chủ đề của chúng ta thì mình có em có một câu hỏi muốn cũng như là cũng có rất nhiều anh em đang chơi cầu lông cũng có những cái thắc mắc này giống em. Đó là cái vấn đề tâm lý khi chúng ta vào thi đấu ấy ạ. Thì thường thường thì chúng ta vào thi đấu thì bản thân em cũng như mọi người á cảm thấy rất là căng thẳng và rất là lo, thậm chí run sợ mà cảm giác không đánh được cơ ạ. Thì theo kinh nghiệm của anh thì anh chia sẻ với em về cái cách để chúng ta làm sao để chúng ta có một trạng thái thi đấu tốt nhất, thoải mái nhất, tự tin nhất. Theo theo anh thấy như này, theo kinh nghiệm của anh và từ bản thân anh ra nhé. Vâng. Thì nói chung là sợ hay tâm lý thì ai cũng sợ, ai cũng tâm lý thôi. Kể cả vận động viên số 1, số 2 Việt Nam cũng phải trải qua những cái tâm lý như vậy. Ai cũng run sợ, ai cũng tâm lý lo lắng. Nhưng nếu mà mình biết Bị cách thì mình sẽ có những cái cách thôi. Mình biết cách kiểm soát cái tâm lý đấy thì nó sẽ có tác dụng rất là tốt. Ví dụ như một cái tâm lý lo lắng ấy, nếu mà mình nhìn theo chiều hướng tích cực ấy, thì nó sẽ giúp cho mình chuẩn bị kỹ hơn này, chuẩn bị chu đáo hơn này, trong các tình huống thì mình sẽ xử lý cẩn thận hơn, chắc chắn hơn đấy. Nhưng mà nếu nhìn theo tình huống lo lắng run sợ thì nói thật, nếu mà khi mình bước vào trận ấy mà mình tâm lý lo lắng là mình đã nắm phần thua rất là cao rồi đấy. Chỉ nhưng mà nói thì nói thế thôi, nhưng mà khi mà mình gặp cái tình huống lo lắng tâm lý bản thân mình không kiểm soát được thì hãy cố gắng điều tiết lại. Mình hãy như anh thì anh hay hay nhầm anh hãy cố gắng hít thở thật sâu, sâu. Hít thở thật sâu đến từ 1 đến 10 đấy, hít thở thật sâu, sau đó anh suy nghĩ là mình lo lắng thì mình vào sân mình sẽ đánh như thế nào, mình tưởng tượng ra vào sân mình sẽ bùng nổ, mình sẽ sung, mình sẽ cống hiến bay nhảy. Với lại lúc anh thi đấu anh chỉ nghĩ là mình hãy cố gắng vào sân thể hiện tất cả những cái gì mà mình đã được tập luyện, mà mình muốn thể hiện những cái đường cầu đẹp mắt, cống hiến trận cầu thật hay, đánh những trận cầu thật thật hay, và tận hưởng trận cầu đấy. Chứ anh không 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 nghĩ đến việc là thắng hay thua. Có nghĩa là mình không quan trọng là thắng hay thua, mình hết mình là được, đúng không anh? Đừng đừng quá, tất nhiên là ai đánh thì cũng muốn thắng thôi, nhưng mà mình phải giữ được cái tâm lý của mình thoải mái thì mình mới thắng được. Chứ còn nếu em tâm lý em lo lắng thì em đã thua rồi, thua ngay từ lúc chưa đánh rồi. Mình cứ thoải mái tâm lý, mình vào mình thi đấu nó hết mình. Đấy, rất hay. Giải vô địch này em tập luyện như thế nào? Vô địch này thì em cũng đã chuẩn bị cách đây chắc gần 2 tháng rồi, cũng tự tập rồi tập luyện tại đội. Nói chung là em cũng rất là cố gắng cái giải đấu này, cũng đã chuẩn bị. Em thì cũng năm nay bắt đầu mới vào để theo chuyên nghiệp thì cũng nhiều cái bỡ ngỡ lắm. Cảm giác đi thi đấu những cái giải lớn này mình cũng hơi 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 run, thật sự hơi run, nhưng mà rất rất mong muốn là mình làm sao mình tập chăm chỉ hơn một chút, mình cố gắng hơn một chút để mình học hỏi những cái từ các anh chị đi trước, những cái gì hay mình học. Cứ mang cái tinh thần học hỏi thôi, đừng đừng quá đặt nặng cái vấn đề thắng thua. Vì thể thao mà nó là niềm vui, nó là niềm hạnh phúc, nó là sự cống hiến cho tất cả mọi người. Quan trọng ví dụ em thắng thì em cũng vinh quang vui vẻ, nhưng mà thua thì đấy cũng không phải là một thất bại gì nặng nề, mà em có thể là phải thế nọ thế kia, không cần phải quá buồn, về tiếp tục tập luyện. Thế bây giờ cảm thấy tự tin vào giải đấu chưa? Tập luyện chuẩn bị như thế. Thì em thấy một cái yếu tố là nghĩa là khi chúng ta chuẩn bị mình chuẩn bị trước á thì mình sẽ em cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, mình có sự chuẩn bị trước rồi. Anh cũng xem em đánh nhiều giải rồi, nhưng mà thấy em lúc mà đánh ấy anh cảm thấy cái tinh thần của em nó như nào, nói như là khi xem hai học đấy cảm thấy em rất là phiêu. Rất là thoải mái với cái trận đấu của em. Đúng rồi ạ. Nghĩa là mình làm sao mình em cũng có suy nghĩ, các anh cũng bảo đấy, mình làm sao mình yếu hơn nên là mình làm sao mình cứ thi đấu hết mình, cống hiến.
thì em thấy nó cũng thoải mái hơn hẳn luôn, không đặt nặng vấn đề quá nên là mình cũng thoải mái hơn. Thế thôi, đừng quá nặng nề trong cái giải đấu này. Thì em thấy toàn những tay vợt hàng đầu Việt Nam á. Thì năm nay thì theo anh thì ở nội dung đơn nam thì anh thấy sẽ có những bất ngờ gì không, hay là nói chung là thời gian rồi thấy theo dõi, anh cũng theo dõi nói chuyện với nhiều anh em, các anh em trẻ bây giờ ví dụ như Đăng hay là Phát, Tiến Tuấn, Hoàng tiến bộ rất nhiều, tập luyện được đầu tư rất là tập trung nữa, tập trung vào tập luyện ấy. Tiến bộ nhiều. Các em đánh bây giờ mặc dù trẻ mới 16, 17 hoặc là 20 tuổi, hơn 20 tuổi một tí nhưng cảm thấy đánh phải gọi là rất là chững chạc luôn ấy, bởi vì được va chạm, được tiếp xúc nhiều mà. Tuy nhiên thì nếu mà để bất ngờ, anh vẫn hy vọng có bất ngờ, nhưng mà cũng khó, bởi vì anh Minh nó phải là thật, anh Minh vẫn là một huyền thoại, vẫn là tượng đài, khó ai qua, chưa mọi người chưa qua được đâu. Mình em thấy mình quá kiên trì anh ạ. Tuyệt vời mà. Tuyệt vời. Mình gọi là một cái gì đấy thần tượng, idol. Bây giờ lát nữa 6 giờ phải đi ăn một chút. Thường thì trước trận đấu hay là trước buổi tập ấy. Cũng em có câu hỏi nữa là cũng có nhiều anh em nhắn tin hỏi em á, cũng bảo là thì trước khi chúng ta vào thi đấu thì chúng ta ăn cái gì, hay chúng ta ăn uống làm sao, ăn như thế nào, ăn cái gì thì ăn nhiều hay ít để chúng ta vào thi đấu chúng ta không bị nặng nề, hay chúng ta vào thi đấu chúng ta có một cái cơ thể trạng thái tốt nhất. Thì theo anh thì sắp vào thi đấu chúng ta nên ăn cái gì? Thường sau vào thi đấu như trước khi thi đấu ấy, anh ăn nhiều bò, thịt bò hay là những cái thực phẩm có nhiều đạm thì bò trước giải nhá. Đấy nó không phải là ngay sát trận đấu đâu, ví dụ như nếu mà sát trận đấu ấy, còn trước giải ấy, thì mình nên ăn trong một thời gian ăn bổ sung nhiều đủ đầy đủ dinh dưỡng vitamin đấy. Còn nếu mà sát trận đấu trước giờ vào thi đấu ấy, thì mình chỉ nên ăn những cái thực phẩm nó nhiều chất nhưng mà nó nhẹ thôi, đừng ăn quá no. Ví dụ như anh, ví dụ nếu mà buổi tối thi đấu thì thường buổi chiều anh chỉ ăn bát bún một nửa thôi, nhưng mà anh ăn khá nhiều thịt, rồi anh ăn thêm một số ví dụ như trứng này, và tránh trường hợp ăn quá nhiều để bị đầy bụng. Chúng ta ăn vừa phải thôi để chúng ta vào thi đấu nó đỡ bị nặng. Ví dụ như buổi tối thi đấu nhá, thì buổi chiều đấy, buổi chiều từ tầm 3 giờ em ăn một bữa đi, xong 6 giờ em ăn nhẹ nữa, thì đến tầm 7 giờ bắt đầu thi đấu lại. Không, nếu mà 7 giờ thi đấu là phải tầm 5 giờ em ăn, 3 giờ em ăn, xong 5 giờ em lại ăn nữa. Thế là em có đầy đủ năng lượng và chất thi đấu. Nghĩa là chúng ta ăn thì chúng ta cũng phải cách cái thời gian thi đấu khoảng từ tầm 1:30 đến 2 tiếng. 2 tiếng thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu hóa và ok nhất. 2 tiếng. Và theo thấy thì ăn chuối tiêu thì sao anh nhỉ? Ăn chuối tiêu thì đấy, như các em thấy tennis ấy, vừa đánh vừa ăn chuối. Chuối nó là một cái loại, anh không nhớ cái chất của nó tên là gì, nhưng mà nó giúp chuyển hóa năng lượng rất là nhanh. Với lại nó giúp cho mình không bị chuột rút nữa. Nên là ăn chuối, bổ chuối ạ. Và em có một câu hỏi nữa là nghĩa là cái gì nhỉ? Nghĩa là trước khi vào thi đấu á, thì em thường thấy các vận động viên là chúng ta ngoài chúng ta tập nhảy dây, rồi chúng ta tập những cái bổ trợ, những cái đấy thì nó có những lợi ích gì anh? Thì nó cũng giúp làm nóng cơ thể cơ thể để cho cái cơ của mình ấy. Bây giờ bình thường cơ của mình đang không ở trong chế độ hoạt động, thì lúc đấy mình làm một vài những cái hoạt động nhẹ, giống như chạy nhẹ, nhảy dây hay là tập bằng dây kháng lực ấy, để cho cái cơ bắp mình bắt đầu chuyển sang chế độ vận động, nó bắt đầu làm nóng lên. Thì khi vào nhập cuộc ấy, thì mình ở trong chế độ hoạt động ngay mà mình không bị ngập, không đúng không? Thường nhiều người ấy, giống bản thân anh, người ta gọi là máy dầu mãi sau nó mới nhập cuộc, phải đánh hết một set rồi mình mới bắt đầu cơ thể mình bắt đầu nóng, xong mình mới bắt đầu bắt nhịp được trận đấu. Nhiều khi nó là một bỏ lỡ một cơ hội rất lớn. Nghĩa là mình nói chung ở ngoài mình cũng phải chuẩn bị, mình khởi động tốt nhất là nên khởi động kỹ một chút. Tùy từng người, có những người anh lại thấy nhá,
trước trận đấu vừa vào rất hay rồi sao. Nhưng mà có những người nha, họ không cần phải động nhiều đâu, nhẹ nhàng lắm, vào đúng cái này vào đánh. Em cũng thấy những trường hợp như thế. Nhưng mà bản thân mỗi người đánh ấy, người ta phải tự hiểu được bản thân người ta, bởi vì cơ thể người làm gì có ai giống ai. Đúng rồi. Thế cho nên là tự hiểu cơ thể của mình như thế nào, sau đó thì khởi động ăn uống phải phù hợp với cái cơ thể của mình. Chứ không ai giống ai, không ai có thể theo được ai, thi đấu cũng là như thế. Ok. Và em có một cái câu hỏi này nữa, em thấy anh đang cầm cái gì vậy? Thì cũng có nhiều bạn hỏi là bây giờ chúng ta thích chuyên công, và chúng ta nên sử dụng những cây vợt gì hãng Zonex. Hãng Zonex thì theo anh, kinh nghiệm lâu năm chơi của anh thì chúng dùng tay ở mức độ ok nhá, khỏe một chút, thì chúng ta chơi sử dụng Zonex thì chúng ta sử dụng dòng gì thì mình sẽ cảm thấy nó chuyên công tốt nhất. Để mà nói thì Zonex hiện nay Archop có lẽ là dòng Archop. Nó thứ nhất nó vừa bền, nó vừa tốc độ, nó vừa có sức mạnh. Ví dụ như cái Archop 88 này, anh chơi khá là lâu rồi. Ví dụ trước đây anh chơi mới 90 chẳng hạn. Thì nó tấn công rất là tốt nhưng tốc độ không tốt, nhưng mà chuyển sang cây Archop này 88D này vừa kết hợp được tốc độ, vừa kết hợp được sức mạnh. Đấy. Bao u. Nhưng mà anh cũng chuẩn bị một cây 4U nữa để trong trường hợp mệt thì chơi 4U. Bây giờ họ có tùy chỉnh nhiều mà. Bao u, 4U để cho những người tay mạnh nhẹ khác nhau, nặng tay khỏe tay yếu. Thì anh đang căng bao nhiêu cân đấy? Vượt ạ. 80B. Hôm nào thử đánh thử cứ 80B. 80B. Anh đang 80 bao chưa bao nhiêu cân? 12 cân à. Em thấy cũng có nhiều người đánh cũng bình thường nhưng mà căng cao lắm anh ạ. Nhiều người họ thích thế. Nhưng mà em nghĩ như thế là không tốt, vì nghĩa là mình căng cao quá mình không thắng được cái lực của vợt. Quan trọng là tay mình phải đủ khỏe. Tay đủ khỏe chứ không? Tiếng thì nhiều người đánh vợt căng quá nhưng mà cầu có đi đâu có đi. Đúng rồi anh em ạ. Cũng có lời khuyên cho mọi người là vợt á, chúng ta chọn được một cái vợt nó hợp lý thì chúng ta phù hợp với cái tay của chúng ta thì chúng ta chơi cũng hay hơn anh ạ. Em thấy thế. Chọn được một cái vợt nó phù hợp với theo thói quen. Nhiều khi anh có thể anh đánh cao hơn nhưng mà anh lại thích đánh vượt trùng. Tại sao? Bởi vì vượt trùng ấy, mình lúc mình đánh vào nó có cái độ đạt hồi. Có cái độ nhún này. Thì đúng, lúc mình đánh rồi, mình xử lý đường cầu nó có cảm giác hơn. Ví dụ như cầu lưới hay là tạt nó có cảm giác hơn. Anh có thể tay anh có thể đánh 12 cân rưỡi hơn được. Vẫn đủ khỏe nhưng mà anh muốn đánh trùng một tí để có cảm giác hơn. Thế giải đấu này mong muốn học là như nào? Giải đấu này thì em rất mong muốn là thứ nhất là cũng sẽ được thi đấu và cọ sát học hỏi. Mục tiêu đặt ra tiêu thì rất mục tiêu thành tích đi. Thành tích thì bảo đến huy chương thì nó hơi khó, nhưng mà nghĩa là thành tích thì em rất muốn là sẽ đi vào được sâu sâu nhất có thể. Sâu nhất có thể là vòng mấy? Là sẽ rơi vào tầm tứ kết. Tứ kết tức là vòng 8. Vòng 8. Thì cũng mong là sẽ bước vào cái bảng đó. Ở đơn nam ấy, đơn nam thật sự để nói để khâm phục những vận động viên đơn nam vào được vòng 8 lại càng khâm phục hơn. Bởi vì đơn nam nó quá là vất vả, đánh đơn nó tiêu tốn quá nhiều thời lượng anh ạ. Xong nhá, đánh vòng loại rồi nhá. Xong rồi tranh cấp 1, xong vào trong vòng 8 lại còn đánh vòng tròn nữa. Và đến khi vào vòng 8 toàn những người mà ngang ngửa nhau đánh với nhau, toàn những người sừng sỏ giành giật nhau từng điểm một, rất là tốn thể lực. Cho nên là ai đánh được vào kiện tướng đơn nam là đúng không? Đấy, mình rất là hâm mộ. Mục tiêu là cũng đặt kiện tướng. Đấy, mục tiêu là mình phấn đấu á. Có mục tiêu mọi người ạ. Có mục tiêu là mình phấn đấu. Đấy, bọn mình vừa mới tới Bắc Giang. Thì muốn làm cái video áo này ok. Năm nay hãng đây video tài trợ áo đẹp ghê nhỉ. Đợt này Zimilo anh em xem nha. Đây là mẫu áo mới của Zimilo. Sao năm nay Zimilo bao vật đấy, thay đổi phong cách luôn, thay đổi phong cách luôn, thay đổi cả style luôn. Đây anh xem, đấy bao vật
chẳng chẳng hơn đá luôn nhá. Đẹp ghê nhỉ. Đấy, năm nay hãng radio tài trợ mẫu rất đẹp nhỉ. Thay đổi luôn đấy. Thay đổi từ phong cách đến 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 khá là ok, em thấy năm nay là em ưng ý nhất đấy. Rất là tuyệt vời luôn, bao đen. Áo cũng đẹp nhỉ. Áo đẹp mà. Tuyệt vời. Nó mặt trợ lên video nhé. Nhà tài trợ lên video. Nó hy vọng là những chiếc áo và những chiếc sản phẩm này nó sẽ mang lại may mắn để cho đội tuyển của mình thi đấu thật là tốt. Yes sir. Thôi, có lẽ bây giờ anh em sẽ chuẩn bị đi ăn để tối còn tập luyện. Bọn mình có giờ tập từ 8 giờ đến 9 giờ tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Ok, hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Ok, bye bye. Ui giời.